con sau này thế nào? Sẽ lăn ra sao, chia tay ngay hay là yêu ai? Thế rơi bỗng vui hơn vào ngày mẹ biết rằng mẹ đã có trong đây một bé con đang thức dậy. Lúc vấp ngã con luôn có mẹ đỡ dậy, và những bước đi luôn ở đó có mẹ cầm tay. Giữ giấc ngủ con luôn yên bình mỗi ngày, bằng chuyện kể rất hay hồi bé trông con thế này. Nhỏ bé như hạt tiêu khiến cho tim mẹ được yêu, mẹ muốn sống thật lâu để nhà ta được mãi bên nhau. Từng câu nói ấy con ghi vào tim, mỗi khi chơi với con cứ lặng im, vì mẹ luôn ở đây, ở đây. Tốt nhất.